bài về cái siêu âm phổi, siêu âm lồng ngực trong đây là cái cũng đang hiện nay trên thế giới ta cũng dùng rất là nhiều cái siêu âm lồng ngực, trong khi ở Việt Nam ấy, thì cái siêu âm lồng ngực thì rất ít dùng. Và thực ra trong cấp cứu ấy, thì người ta cũng dùng rất nhiều cái siêu âm lồng ngực và thăm khám rất nhiều các bệnh lý của lồng ngực, trong khi chúng ta thì chỉ chụp X quang và CT scan. Trong cái siêu lồng ngực mình chưa có chú trọng nhiều. Mời Phó Dư Hiền. Kính thưa các thầy chủ tịch đoàn, kính thưa các quý vị đại biểu. Sau đây tôi xin trình bày về siêu âm lồng ngực. Thế thì siêu âm lồng ngực thì có siêu âm được không? Thì vào năm 1992 trên Harrison có đăng một bài là cho bản tiếng Anh em ơi. Không tiếng Việt, tiếng Anh bên này. Có tiếng Việt đấy. Có tiếng Anh bên này. Vâng, không tiếng Việt bên này, họ quy định tiếng Anh bên này không đổi được. Thế thì trên Harrison năm 1992 có đăng kia một bài nói là siêu âm rất khó khăn trong vấn đề thăm khám cho lồng ngực. Nhưng mà trong đó là có một cái bài thứ hai là đăng trên tạp chí Intensive Care Medicine cũng năm 93, tức là sau 2 năm, nhưng mà thực ra là bài nhận năm 91 là đăng kia đăng bài là gì? Siêu âm sử dụng trong Intensive Care Unit là rất hiệu quả. Thì như giáo sư Thông vừa nói đấy, thì chúng ta mới chỉ sử dụng X-quang CT. Thế thì vấn đề trong ICU ấy, mà mang bệnh nhân đi chụp, đưa bệnh nhân chụp thì rất khó khăn. Thế thì cái siêu âm rất có hiệu quả trong ICU. Bởi vì sao? Thực ra là khí là kẻ, như chuyên ngành chúng tôi nói, khí là kẻ thù của siêu âm. Nhưng không phải, trong phổi thì khí nó cản hoàn toàn âm. Thế nhưng mà vấn đề khi mà có một cái thay đổi cái thì nó lại biểu hiện ngay. Có một cái thay đổi khác, tức là cái mặt phẳng phân cách của nó quá lớn, thì này lúc cái này rất dễ thay đổi. Thế thì về siêu âm thì qua thành ngực sẽ có siêu âm qua thực quản, siêu âm qua thành ngực được thực quản qua khí phế quản, và giúp cho chẩn đoán và định hướng điều trị, can thiệp điều trị. Và cái bài này chúng tôi tập trung nói về siêu âm qua thành ngực, là trong đó tôi sẽ trình bày về 10 cái dấu hiệu siêu âm cơ bản và những ứng dụng trong thực hành lâm sàng cũng như hướng dẫn can thiệp. Thứ nhất, về đầu tiên là mình muốn làm được siêu âm thì mình phải chọn cái loại máy và đầu dò. Thế thì như các bạn đã biết là đầu dò ấy, tần số càng cao thì độ phân giải càng tốt, thế nhưng mà độ đâm xuyên, độ tập trung rất thấp. Đầu dò mà tần số thấp thì độ đâm xuyên lớn nhưng mà độ phân giải không cao. Vì vậy trong thành ngực người ta thường sử dụng đầu dò tần số cao, hoặc là cái đầu dò nhiều là khoảng độ 3-5 MHz, là để đầu dò convex để chúng ta thăm khám vào sâu, đặc biệt là trong trung thất. Đây là một cái hình để chỉ ra là cái đầu dò. Các anh chị thấy là đường nai ria người ta sẽ thăm khám vùng thành ngực và những vùng ngoại vi của phổi. Còn đầu dò convex chúng ta có thể thăm khám khâu vào trong là lồng ngực. Còn một số trường hợp có thể dùng đầu dò micro convex, dùng đầu dò tim ấy, tầm số khoảng độ dưới 3 MHz thì chúng ta có thể thăm khám sâu hơn nữa. Thế thì về kỹ thuật thì bệnh nhân nằm ngửa, tay giơ ngược lên phía trên đầu và đầu dò cắt theo hướng dọc. Đấy, và trên phổi này chúng ta chia làm 12 vùng. Nó gọi là 12 zone, thì gồm có đường lách trước này và đường lách sau chia ra, và đường ngang núm vú. Thì mỗi một đường lách trước và lách sau một bên này sẽ chia làm 3 phần vùng: vùng trước, vùng bên và vùng sau. Thế và đường ngang là chia từ ngang với hai núm vú là vùng trên và vùng dưới, bởi vì là vùng trên và vùng dưới bệnh lý nó không khác nhau và nó có những cái dấu hiệu rất khác nhau. Thế thì trong đó 10 cái dấu hiệu cơ bản này là những người làm siêu âm thành ngực là nên biết, cần biết để chẩn đoán. Thứ nhất là dấu hiệu con rơi là the best sign. Thứ hai là trượt phổi hoặc là trượt màng phổi, lăng sitting hoặc là trên 1 m, nói tức là seahow hoặc là bá cốt, seahow tức là bãi biển. Thế còn dấu hiệu thứ ba là đường A the eye line. Dấu hiệu thứ tư là hình tứ giác. Dấu hiệu thứ năm là hình sinusitis sign. Dấu hiệu thứ năm là hình dấu hiệu mảnh nhỏ là trong gọi là surge sign, và giống như là mô tissue line sign và đường B, và dấu hiệu bình lưu hoặc là dấu hiệu ba cốt. Và dấu hiệu thứ 10 là dấu hiệu điểm phổi, tức là lung void. Tôi sẽ đi đường lượt. Dấu hiệu thứ nhất là dấu hiệu con rơi, tức là được tạo thành bởi thành ngực và hai cái xương sườn. Khi chúng ta cắt dọc hai cái xương sườn đấy thì sẽ là hai cái cánh, và cái màng phổi sẽ là thân của con rơi. Đấy là cái khi chúng ta siêu âm cái thành ngực bình thường nó sẽ có dấu hiệu như này. Cái dấu hiệu thứ hai là dấu hiệu trượt phổi. Dấu hiệu trượt phổi là khi bình thường giữa lá thành và lá tạng
là nó có một cái lớp dịch rất mỏng nhưng trên siêu âm chúng ta không nhìn thấy được. Và phổi sẽ trượt khi thở, thì thở ra, hít ra, thở vào thì cái lá tha tạng ấy nó sẽ trượt với lá thành. Đấy, thì nó sẽ khi khí của phổi này, cái mặt và cái độ và phân cách nó khác với thành ngực rất nhiều. Vì vậy khi trượt lên chúng ta thấy những cái dấu hiệu khí trong phổi nó trượt. Thì đây là chúng ta có thể nhìn trên video. Đây là cái dấu hiệu trượt phổi hoặc trượt màng phổi đấy. Cái trên đây là có những cái đường B. Bình thường phổi chỉ có 3 đến 4 đường B thôi và chủ yếu nằm ở thủy đáy. Thì nếu mà ở thủy trên là có đấy, đây là dấu hiệu trượt của phổi. Ta thấy cái dấu hiệu rất quan trọng trong những trường hợp mà chúng ta tìm khí màng phổi ạ. Trên 1M thì dấu hiệu trượt phổi thì nó có dấu hiệu là dấu hiệu là seahorse, tức là thành ngực sẽ là lúc đấy là bởi vì thành ngực là di động rất ít và thay đổi ít thì nó tạo thành như là cái sóng biển, nó mấp hơi mấp bồn, thì còn toàn bộ phổi lúc đấy là khí và nó cản âm thì nó sẽ tăng những nốt này thì gọi là biển, tức là gọi là seahorse. Đấy là cái dấu hiệu này khi mà mất hoặc là nó có dấu hiệu long voi thì tí các bạn sẽ nhìn thấy. Và cái dấu hiệu thứ ba, dấu hiệu đường A. Đường A được tạo bởi gì? Được chính là nhiễu đập lại của màng phổi. Khi mà màng phổi mà chúng ta siêu âm ấy thì khi vào đến phổi thì cái môi trường của phổi nó toàn không khí và vách phế nang thì nó sẽ phản xạ. Nó dấu hiệu soi gương giống như là cho ngành chúng tôi gọi minor size artifact ấy, tức là một cái u ở vòng ở gan có thể là hiện lên trên vòng hoành màng phổi vì mắc phản cách. Thế thì đây là đường A, thế thì cái đường A là từ màng phổi này vào này, tiếp này, vào tiếp. Thế một cái đặc tính của đường A thì cái này nó hay gặp trong COPD hoặc là hen, bệnh nhân có giãn phế nang nhiều. Thế thì đường A thì nó có một cái tính chất là nó phải từ liên tục từ màng phổi và cái khoảng cách vào đến trong nhu mô phổi nó bằng nhau. Ba cái khoảng cách này là phải bằng nhau bởi vì nó là nhiễu lặp lại và càng vào trong nó càng mờ. Đấy là cái dấu hiệu đường A, đây là phổi hoàn toàn bình thường. Phổi hoàn toàn bình thường. Và đây là đường A mà trên đầu giò Nainia, các anh chị nhìn này, ba cái đường này nó khoảng cách nó rất giống nhau, rất là bằng nhau. Đây là dấu hiệu hoàn toàn bình thường. Còn nếu mà trên đầu giò convex thì đây là nó như chữ A ấy, thì xuất phát từ đây người ta gọi là chữ A. Đấy, đường A, ba cái vạch. Đấy, thấy. Dấu hiệu thứ tư dấu hiệu hình tứ giác, tức là quad sign. Cái dấu hiệu này sẽ thấy trong tràn dịch màng phổi. Cứ chỗ nào tràn dịch chúng ta thấy. Cái dấu hiệu này rất quan trọng, nhất là chúng ta phải làm siêu 1M để phân biệt dày màng phổi với tràn dịch khu trú. Bởi dày màng phổi nhiều khi nó cũng cái màng phổi nó cũng giảm âm. Vì chúng ta phải phân biệt đấy là dịch hay màng phổi thì cho 1M vào chúng ta sẽ chuẩn đoán rất rõ. Thế thì đây là khi cho 1M vào thì nó có dấu hiệu, nó gọi là dấu hiệu hình sin hoặc là dấu hiệu hình mấp mô, sinusitis sẽ sai, tức là hình mấp mô. Thì đây dù ít hay nhiều thì cái bờ phổi bao giờ nó cũng mấp mô. Đấy, nó cũng mấp mô. Đây ví dụ đây thì khi chúng ta kẻ cái đường hình tứ giác là được tạo bởi gì, thành lá thành này, lá tạng này, từ nhu mô phổi và hai cái xương sườn ở trên. Và cái đường cái một cái hình tứ giác này thì bao giờ có một cái tính chất là gì, là cái bờ dưới tức là bờ nhu mô bao giờ cũng phẳng bởi vì nó tràn dịch, nó đè phẳng cái nhu mô lại đấy để nó khác với những cái tổn thương khác. Thế và khi mà cho 1M vào đây là hình sin, là hình sinusoid này, tức là bao giờ nó mấp mô. Nếu như mà dày dính màng phổi ở đây, dày màng phổi thì cái hình này nó sẽ thẳng, tức là trên 1M nó sẽ thẳng đấy để chúng ta phân biệt. Khi đã có tràn dịch thì nó sẽ hình mấp mô bởi vì cái nhu mô phổi chúng ta nó sẽ nở ra và co vào thì hít vào thở ra. Và trong cái định lượng dịch này thì tôi nói cái chỉ số nó gọi là distance siêu âm ở cái góc màng ở đường lách sau ở vùng dưới, tức là cái điểm gọi là điểm plup, thì người ta sẽ đo cái chiều dày ở chỗ đấy. Thì nếu mà 0,3 tùy theo dày thì nó sẽ tương ứng với cái thể tích dịch này. Thì cái này thì cũng là tương đối. Thế thì trong siêu âm tràn dịch màng phổi ấy, thì phát hiện rất sớm. Còn nếu như trong X-quang các anh chị ạ, phải trên 500ml, còn dưới 500ml là chúng ta phát hiện nó sẽ không phải là trên X-quang không phải là tốt. Vì vậy siêu âm chúng ta phát hiện rất sớm. Thế thì đây là cái tràn dịch màng phổi thể tự do và có thể chúng ta còn xem tràn dịch màng phổi có vách hay không. Thậm chí là chụp cắt lớp vi tính để xem vách hoặc xem tính chất của dịch cũng khó khăn hơn siêu âm. Siêu âm chúng ta có thể xem cái dịch thì nó có đặc hay không, dịch thì nó có sánh hay không, dịch thì nó có tăng âm hay không, đấy là máu hay là mủ. Trên CT cũng không dễ. Đấy. Và thường đo thì thực ra thế nhưng trong đó là ông York và Switzer West này năm 1990 người đưa ra một cái để tính lượng cái dịch tương đối chính xác là gì, là bệnh nhân ngồi và chúng ta đo cái chiều cao của cái dọc theo cái sườn thành ngực ấy ở đường nách, đường vai sau, đường nách sau, và cộng với cái chiều cao trung bình ở dịch ở dưới vòng hoành
xong đó nhân với 70 sẽ ra thể tích. Thì cái này rất hay ứng dụng cho lâm sàng và có giá trị tương đối sát về cái lượng dịch. Thế thì dấu hiệu thứ 6 là dấu hiệu đường B, hoặc là người ta gọi là lăng rocket, tức là gì? Khi mà bình thường cái đường B chỉ có 3 đến 4 đường ở thùy dưới nằm trên đường plap, tức là chúng ta siêu âm ở vùng đáy phổi và nằm trên đường nách sau. Đường vai sau, xin lỗi, vùng vai sau. Thế nếu như khi có trên 3 đường đấy là bị bệnh lý, hoặc là cái dấu hiệu B-line mà xuất hiện ở thùy trên là có bệnh lý, chỉ xuất hiện thùy dưới. Và tại sao người ta gọi là lăng rocket, bởi vì sao? Khi cái đấy nó phân biệt với khác với những cái nào là comet artifact, tức là nhiễu của đuôi sao chổi. Bởi vì khi có khí thì nó có nhiễu trong rồi. Cái này bao giờ xuất phát từ thành từ màng phổi và nó phóng rất nhanh, nó xoẹt một cái đấy, nó nhoang một cái xong hết đấy. Thì tí các anh chị sẽ nhìn trên trên và cái tính chất này nó có 7 cái tính chất này để chúng ta phân biệt với những cái dấu hiệu khác. Là đường nhiễu đua đầu tiên là nhiễu sao chổi này xuất phát từ màng phổi là cái dấu hiệu rất quan trọng, và nó đi bờ nó rõ và di chuyển rất nhanh, tăng âm dài và ở cuối nó mờ không dần đều, xóa đường A và di chuyển cùng hướng với dấu hiệu trượt phổi. Đây ạ, mình nhìn đây là đường B. Đấy, đường B đấy, nó đi như này. Khi chúng ta siêu âm, nếu như ở bình thường thì dưới nó có 3 đến 4 đường. Và kích thước đường này thường dưới 3 mm, trên 3 mm là cũng có vấn đề. Đây là một cái dấu hiệu của đường B, anh thấy gọi là B-line. Đây đây một cái đường B bình thường ở một cái phổi bình thường ở thùy dưới. Chúng ta thấy nó có 3 cái đường. Nó chỉ có 3 4 đường thôi. Thế thì đường B thì nó sẽ bình thường nó sẽ khoảng 3 4 đường ở thùy dưới. Thế thì tí nữa cái phần bệnh lý tôi sẽ nói tiếp sau ạ. Và dấu hiệu thứ 7 là dấu hiệu mảnh nhỏ, tức là cái này thực ra nó là răng lược hoặc răng bừa, mình dịch là tương đối khó. Thì anh chị nhìn trên cái này thấy này, tức là khi mà có một cái dấu hiệu này đặc trưng của đông đặc phổi, thì đông đặc phổi thì thường là sẽ có những cái vùng mà nhu mô phổi nó lách vào, thì nó có khí thì nó sẽ tạo thành những cái giải, hoặc là dịch là cái đường mảnh nhỏ, đường dấu hiệu giải cũng được ạ. Đây ạ, nó đi vào trong nhu mô. Và dấu hiệu thứ 8 là dấu hiệu tổ chức hóa, tức là dọc trong viêm phổi, tắc mạch phổi hoặc u phổi, hoặc là xẹp phổi đụng dọc nhu mô phổi. Thì tổ chức hóa này chúng ta nhìn thấy cấu trúc của phổi như là tổ chức của một tận đặc, và có thể trong này nếu chúng ta nhìn thì có thể nhìn thấy những cái phế quản khí có thể kèm tràn dịch, kèm theo có thể rất nhiều bệnh lý. Dấu hiệu thứ 8 là dấu hiệu dày tổ chức, có đây, chúng ta có nhìn đây cái tổ chức, và chúng ta khi chúng ta nhìn thấy là khí nó chạy đấy, đây là phế quản khí này đấy, và chúng ta có thể chẩn đoán xem là nó có bẫy khí không. Và dấu hiệu thứ 9 là dấu hiệu bình lưu hay là mã vạch, tức là Satsofair barcode, nhưng mà thường là dùng Satsofair hay hơn, bởi vì cái tầng bình lưu ấy, nó gồm những cái giải liên tiếp song song tầng khí quyển. Còn nếu barcode thì cái này phải dựng ngược lên. Thì khi đây là trường hợp có tràn khí trên 1 m, chúng ta sẽ thấy này toàn những cái vạch thẳng thôi, đấy là cái barcode sai. Thì đặc trưng trong tràn khí của. Và dấu hiệu thứ 10 là dấu hiệu điểm phổi, tức là giữa cái vùng tràn khí khu trú với phổi bình thường thì nó trên 1 m nó có dấu dừng, tức là bên này là dấu hiệu là seahorse, tức là bãi biển. Đấy, còn bên này thì là dấu hiệu barcode, tức là gì? Đây là điểm này, điểm màng phổi bị dính. Và điểm này, dấu hiệu này, khi thấy dấu hiệu này 100% nó có tràn khí màng phổi, dù là ít hoặc dù nhiều. Đây chúng ta có thể nhìn, đây là một cái dấu hiệu đây. Bên này là di chuyển này, đấy là dấu hiệu trượt này, slitting side. Còn bên này thì là không có trượt, tức là dưới này là có tràn khí. Thế thì một cái nữa là cái dấu hiệu tiếp là thêm là cái dấu hiệu phổi đập, tức là lăng quan trẻ. Cái này thường gặp trong xẹp phổi diện rộng hoặc là u phổi, và đặc biệt là chúng ta hay nhìn ở bên trái, chủ gặp bên trái bởi nó sát với tim. Chúng ta thấy cái vùng đông đặc phổi nó di động theo nhịp tim. Đấy. Và khi mà đã nhìn thấy dấu hiệu phổi đập này thì thường chúng ta loại trừ được tràn khí. Dấu hiệu di động cơ hoành này thì người ta rất hay dùng trong trường hợp mà bệnh nhân nằm thở máy lâu ngày, hoặc là bệnh nhân nhão hoành, liệt hoành. Chúng ta siêu âm trên đường bụng, đường dưới hoa gan lên, và chúng ta cho 1 m, bình thường cơ hoành sẽ co mà biên độ nó khoảng độ 3 cm. Thế khi hoặc có trong trường hợp đảo ngược, tức là cái này nó sẽ đảo ngược. Đấy, cái bình thường nó co này nó đảo ngược, hoặc là nó bị nhão, tức là yếu cơ hoành, nó còn co thấp. Đấy, chúng ta có thể làm được. Và dấu hiệu tiếp là dấu hiệu rèm cửa, là current side. Thế cái dấu hiệu này nó được tạo bởi do cái sự phân cách giữa cái góc sườn hoành với cái gan hoặc lách là rất lớn, và lúc ấy chúng ta sẽ không nhìn thấy bờ vòng hoành ở đây, và sẽ thấy tăng âm nhẹ ở trên vùng nhu mô phổi. Và khi mà dấu hiệu này mất thì nó thường hay gặp trong tràn dịch. Thì đây ở trong ứng dụng lâm sàng thì ứng dụng thứ nhất là tràn khí màng phổi, như tôi nói rồi, thì là cái hai cái dấu hiệu này, đây chúng ta đặt ở bên này. Đấy, là chúng ta thấy dấu hiệu barcode 1 m, tức là bên này có tràn khí, còn chúng ta đặt ở đây, tức là dấu hiệu
si ho, tức là cái này là phổi lành tính. Đây ạ, chúng ta nhìn đây, chúng ta thấy đây, cái đây là slitting lung này. Đấy, chỗ này thì dừng lại này, và đến cái chỗ này là dấu hiệu không thấy có slitting. Đấy, slitting thì cái chỗ này gọi là lung point, thì cái dấu hiệu này là dấu hiệu đặc trưng của tràn khí màng phổi. Đấy, dù số lượng ít hay nhiều chúng ta chuẩn đoán rất là khá. Và để chuẩn đoán tràn khí màng phổi thì bao giờ chúng ta phải dùng đầu dò tần số cao. Đầu dò chất lượng tốt, tránh những cái đầu dò nó bị nhiễu. Nó bị nhiễu, những cái vạch đấy thì chúng ta bị nhầm, và thường để độ sâu khoảng 4 cm thôi, đừng để sâu quá, bởi vì khí nó nằm, bệnh nhân nằm ngửa là khí nó sẽ nằm ở phía trước của thành ngực. Đây là dấu hiệu lung point này, và đây là barcode, và bên này là si ho này, tức là bãi biển này, thì là chúng ta sẽ chuẩn đoán tràn khí rất dễ. Và cái này được chứng minh bằng chụp cắt lớp vi tính. Đây là điểm này gọi là lung point, tức là màng phổi nó không bóc tách hết. Cái này là, đây là cái phổi bình thường, và cái phổi mà khi có tràn khí thì chúng ta cho mốt M vào, chúng ta sẽ thấy là đây là nó thành dấu hiệu vạch hoặc là dấu hiệu tầng bình lưu. Thế để đánh giá tràn khí màng phổi thì có, người ta có mấy dấu hiệu trượt này, dấu hiệu đường B, và phối hợp cả hai dấu hiệu đấy thì người ta thấy là nghiên cứu trên rất nhiều bệnh nhân, khoảng 617 bệnh nhân, gồm có nhóm này sau phẫu thuật chấn thương này, nhóm nằm ở ICU này, hoặc là nhóm nằm ở treo sau phẫu thuật lồng ngực, thì thấy là độ nhạy của phương pháp mà dùng siêu âm so với chụp cắt lớp vi tính là chiếm từ 95 cho đến 100%, và độ đặc hiệu là từ 60 cho đến khoảng 100%. Riêng cái điểm phổi thì là độ đặc hiệu là 100%, khi thấy điểm phổi thì chắc chắn có tràn khí, còn độ nhạy thì là 66%, bởi vì nó phụ thuộc vào cái người nhận bệnh định. Thế đây, ví dụ đây là một trường hợp chụp x-quang phổi, chúng ta thấy rằng là nếu như thế này chúng ta không thể đánh giá rằng là bệnh nhân có tràn khí hay không. Thế nhưng khi siêu âm màng phổi thì ở bên khoang liên sườn 2 thì mình thấy là đây là dấu hiệu gì? Si ho. Đấy. Thì là bình thường, còn bên khoang liên sườn 2 bên phải thì thấy là dấu hiệu barcode, tức là có tràn khí màng phổi. Đấy, các anh chị thấy là khi chúng ta phát hiện tương đối sớm. Và trong trường hợp thứ hai là viêm phổi. Viêm phổi nếu chúng ta chụp x-quang đây, chúng ta chỉ thấy là có một cái vùng mờ vùng đáy phổi. Thế này thì có tràn dịch hay không, hay là có đông đặc hay không rất khó, nhưng chúng ta siêu âm vào khá là đánh giá dễ. Toàn bộ đây là nó gọi là tissue line size, tức là dấu hiệu giống như nhu mô, một cái đông đặc phổi của một cái trên lâm sàng bệnh nhân có sốt nhiễm trùng, cái viêm phổi chúng ta chuẩn đoán rất dễ. Tràn dịch màng phổi nói rồi thì nó sẽ có cái dấu hiệu là trên siêu âm chúng ta sẽ thấy trên 2D thấy cái giải giảm âm nằm ở dưới màng phổi, và trên mốt M chúng ta sẽ có dấu hiệu hình xin. Đấy là cái dấu hiệu đặc trưng để chúng ta phân biệt với cái dày màng phổi. Nếu dày màng phổi không ý, thì nó không có hình xin. Nhây tràn khí dịch màng phổi. Hội chứng thứ tư là hội chứng phế nang, gồm có trong đông đặc này, giống tổ chức này, dấu hiệu mảnh nhỏ hoặc là phế quản khí ở trong. Đây là cái đông đặc của phổi thủy dưới và có tràn dịch kèm theo. Và cái này cũng có đông đặc và chúng ta thấy có phế quản khí đấy. Đấy, cái này có thể là sẽ viêm phổi hoặc đông dập phổi tùy theo cái bệnh cảnh lâm sàng. Cái hội chứng kẽ thì là nguyên nhân là thường do phù phổi này hoặc viêm phổi kẽ sơ phổi. Thế thì trong siêu âm sẽ chuẩn đoán là độ nhạy độ hiệu khoảng đến 100% so với chụp cắt lớp vi tính. Các anh chị thấy là giá trị rất cao. Dấu hiệu là chủ yếu là đường B. Bình thường đường B chỉ có 3 đến 4 đường nằm ở thùy dưới của những người bình thường, mà chúng ta cắt là cắt ở đường PLAP, tức là đường điểm cuối của đáy phổi trên đường nách sau. Đấy thì là người bình thường. Đây ví dụ thấy anh chị thấy là đây là bình thường. Còn đây là bệnh lý này trong tổn thương tổ chức kẽ. Và đây là trong COPD giãn phế nang là đường. Thì trong hai cái đường này thì cái đường mà của tổ chức tổn thương tổ chức kẽ thì cái đường line này nó sẽ dày hơn. Và nó xin lỗi, đường line nó mỏng hơn. Còn nếu mà trong COPD thì cái đường line này nó khoảng độ 7 mm. Đấy, cái đường B này nó khoảng 7 mm. Thế mà trong trường hợp là trong gãy xương sườn, trong cái tổn thương chấn thương thành ngực, trong ép tim rồi các cả bệnh nhân. Ví dụ như trường hợp này chúng ta chụp zoom lên đây cũng nhìn rất khó. Đây là chỉ đây có một dấu hiệu hơi mờ tức là hơi gián đoạn một tí, rất khó, nhưng siêu âm chúng ta nhìn rất rất rõ. Và điển hình là chúng tôi có một đồng nghiệp ho 3 tháng, ho xong đau ngực rất nhiều, xong đi chụp phổi chụp cả các lớp cũng không thấy gì cả. Nhưng đến lúc cứ ho chỉ đau đấy thì tôi đi siêu âm các anh chị ạ. Siêu âm chỉ vào cái vùng đau đặt thấy cái xương sườn đấy. Thì đúng lúc quay lại kiểm chứng lại cái CT mới thấy là nó có gãy xương sườn số 12 1 số 10 số 9. Nó gãy không di lệch. Và sau 3 tháng sau chụp lại, thậm chí gãy cả xương sườn số 7 nữa, bởi vì lúc đấy mới thấy can xương. Vì cái chuẩn đoán gãy xương sườn là tương đối tốt. Nếu chúng ta siêu bằng đầu dò này đi đúng cái vùng bệnh nhân đau và đặt vào, chúng ta thấy ngay cái bờ
cái màng xương nó bị gián đoạn. Đấy, rất là tốt, và chúng ta như thế chúng ta sẽ kịp thời để điều trị cho bệnh nhân. Hoặc là chúng ta thăm khám những cái tổn thương dịch màng phổi ở đây. Một bệnh nhân nam 60 tuổi mà bị ung thư phế quản. Thế có rất nhiều nốt đây, nhưng mà đây là CT sau chúng ta chụp. Thế chúng ta siêu âm này chúng ta thấy CT chúng ta cũng sẽ rất khó đánh giá cái dịch này. Chúng ta thấy đây này, nó có lớp dịch và nó di động. Đấy, xuyên linh. Đấy, cái này là dịch máu. Và chúng ta siêu âm chúng ta thấy nốt này nằm ở trong nhu mô phổi, nằm ngay sát thành ngực. Ví dụ chúng ta có can thiệp, có làm gì đây cũng rất tiện. Đấy, chúng ta có thể làm chọc tế bào cyto được. Đấy. Hoặc một bệnh nhân khác nữ 46 tuổi ung thư vú, bây giờ chúng ta phục phổi tràn dịch màng phổi nhiều như thế này và có di căn màng phổi hay không? Chụp CT đương nhiên chúng ta thấy, nhưng mà giá thành nó sẽ đắt, nhưng chúng ta siêu âm chúng ta thấy những cái nốt, cái nodule nó đã bám vào màng phổi và trong màng phổi này là dịch máu. Đấy, thì chúng ta sẽ dễ chẩn đoán hơn. Và trong cái này ứng dụng một cái người ta dùng là Blue Protocol, tức là gì? Bedside lung ultrasound in emergency, tức là siêu âm cấp cứu tại giường. Thì cái này người ta có một chia làm có 6 khoảng, rất chi là dễ. Đặt hai lòng bàn tay úp lên thành ngực và chia làm hai bên, và điểm giữa của ngón 3 với ngón 4 của mỗi bên đấy là một điểm chúng ta đặt đầu dò. Đấy. Và hai bên giống nhau, và cộng đặt dò vào điểm này là điểm gọi là điểm lap, tức là điểm sau của đường vai, đường đách sau, điểm dưới. Thế trong cái này người ta chia làm 3 bước. Bước thứ nhất là đầu tiên chúng ta phải xác định được là xem có, chỉ cần siêu âm ở thùy trên, phía vùng trên, đây vùng trên và vùng dưới, hai bên thôi, thì chúng ta sẽ xem là gì, có dấu hiệu trượt phổi không. Nếu như có dấu hiệu trượt phổi mà có đường B thì là sẽ gì, là phù phổi. Đường B chỉ xuất hiện ở người bình thường ở thùy đáy thôi. Đấy. Nếu như mà có dấu hiệu sitting mà xuất hiện đường A thì chúng ta phải đi gì, siêu âm tĩnh mạch sâu để xem có pulmonary emboli không. Nếu như mà có xuất hiện, có dấu hiệu sliding mà chỉ ở một bên thôi, còn cái này thường là phải hai bên. Nếu mà phù phổi là thực sẽ hai bên, hai đỉnh phổi, thì chúng ta một bên thì chúng ta phải cũng đi xem là nó có bị viêm phổi không. Thì nếu như mà không có cái dấu hiệu trượt phổi thì nếu như một bên thì có thể viêm phổi, nếu như có đường B nữa thì sẽ kia viêm phổi. Nếu như mà không có dấu hiệu trượt phổi mà có dấu hiệu đường A thì chúng ta phải đi xem ngay là có lăng voi không, tức là có dấu hiệu điểm phổi không. Nếu có điểm phổi thì tràn khí màng phổi. Nếu như không có dấu hiệu điểm phổi thì vẫn có thể tràn khí màng phổi, vì chúng ta đặt cái đường, cái mốt M của chúng ta không vào đúng cái điểm phổi. Đấy, thì chúng ta phải cẩn thận. Thế bước thứ hai là chúng ta sẽ xem là cái ở phía trước của đường có đường A hay đường B không. Thì cũng như vậy, và xong đến bước thứ ba là chúng ta sẽ xem ở cái điểm này, cái điểm rất quan trọng là điểm lap, tức là điểm cuối của đường nách sau và ở đáy phổi. Thì nếu như có đông đặc thì đấy là viêm phổi, nếu không đông đặc thì có thể CVD hoặc là trong hen. Đấy là cái Blue Protocol. Thế giá trị của chẩn đoán một số siêu âm trong chẩn đoán một số bệnh lý của các lớp vi tính là tràn dịch màng phổi, so với các lớp vi tính đấy là độ nhạy 94% và độ đặc hiệu là 97%, đông đặc phế nang, hội chứng kẽ, tràn khí tự do hoặc là tràn khí khu trú. Thì từ tràn khí tự do đến hội chứng kẽ đến phế nang là độ nhạy, độ đặc hiệu là trên 90% đến 100%. Các anh chị thấy là giá trị chuẩn đoán rất lớn. Chỉ có tràn khí màng phổi, độ nhạy là độ đặc hiệu, nếu thấy chúng ta thấy dấu hiệu lăng voi thì chắc chắn, nhưng mà độ nhạy thì 79%. Bởi vì sao? Nhiều khi chúng ta đặt đầu dò không đúng cái vùng tràn khí thì chúng ta phải tìm. Đấy, nó khu trú. Thế và cái mục thứ ba là siêu âm can thiệp. Thì siêu âm can thiệp có thể chúng ta sẽ qua thành ngực. Chúng ta có hai cách, là một là chúng ta đọc chùa can thiệp theo freehand, và cái thứ hai là can thiệp theo đường định vị của đầu dò. Thế thì thường chỗ chúng tôi thì hay làm freehand hơn, nó tiện hơn. Thế ví dụ đây là một cái tràn dịch màng phổi, đặt cái kim luồn vào đây, sau đó chúng ta dẫn lưu và chúng ta đưa vào đây thì chúng ta sẽ tránh được chọc vào nhu mô phổi. Bởi vì nhiều khi tràn dịch tự do, mình cứ đọc là tràn dịch tự do nhưng chưa chắc đâu. Và chúng ta chọc mà cứ thường theo đường vai sau, đúng không? Hoặc liên sườn mấy đấy thì cũng nhiều khi không cẩn thận, hoặc là vòm hoành cao, hoặc là gan cao, hoặc là lách, có thể chúng ta sẽ bị tổn thương. Nếu chúng ta có hướng dẫn được siêu âm nó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Đây một trường hợp, đây chọc vào đến khối u của sát của màng phổi đấy. Chúng ta sẽ lấy sinh thiết cũng rất tiện, và bệnh nhân sẽ rẻ hơn, không phải chịu một cái tia xạ, giá thành nó sẽ rẻ hơn với cái đó, hoặc là chọc một cái khối u vùng đỉnh phổi. Các anh chị thấy thế này, cái này chúng ta sẽ tránh được, có màu siêu màu chúng ta sẽ tránh được mạch máu, động mạch dưới đòn, tĩnh mạch dưới đòn và những cái mạch ở vùng cổ, tránh cái chảy máu. Hoặc là đây một cái ở thành ngực, chúng ta có thể sát với thành ngực chúng ta siêu âm, bởi đây là động mạch vú trong này. Đấy, chúng ta sẽ tránh nó dễ hơn là CT, bởi CT nhiều khi chúng ta phải tiêm thuốc chúng ta mới nhìn được động mạch vú trong. Thế thì về kết luận là bình thường phổi sẽ có dấu hiệu trượt phổi vào đường A và không có các dấu hiệu khác trên tất cả vị trí.
khi tràn dịch màng phổi có dấu hiệu hình tứ giác ở tất cả các vị trí, đặc biệt là vùng dưới hoành, điểm PLAP, dấu hiệu hình xin ở nơi có tràn dịch, viêm phổi thì đường B và mất dấu hiệu trượt của các điểm. Nếu phù phổi thì đường B ở cả hai bên, ở trước bên và điểm trên và dưới, hoặc là dùng protocol blues ra, tức là điểm trên hoặc điểm trên và hoành, có thể gặp đông đặc phế nang trong cái PLAP boy. Điểm và tràn khí màng phổi đường A có dấu hiệu đường A, dấu hiệu không trượt, đặc hiệu đến 96 đến độ nhạy 100%, và điểm phổi là đặc hiệu 100%. Và chúng ta nên áp dụng cái protocol blues để trong siêu âm cấp cứu tại giường, và có thể siêu âm sẽ sử dụng can thiệp được. Xin trân trọng cảm ơn. Xin cảm ơn Phó sư Nguyễn Xuân Hiền đã trình bày cái bài về siêu âm lồng ngực. Đây là cái những cái ứng dụng mà